Thưa quý vị, vụ việc một người đàn ông tự ý xây nhà trên khu vực đất công mà không có giấy phép xây dựng, rồi ngang nhiên có hành vi nhốt cán bộ kiểm tra trong nhà kho gây cản trở quá trình công tác đã khiến dư luận không khỏi xôn xao. Trước những thông tin này, ngày 3 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người đàn ông nói trên. Cụ thể, bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Trí Tâm, sinh năm 1989, ngụ thành phố Bạc Liêu. Theo quyết định, ông Tâm tổ chức thi công xây dựng công trình không giấy phép xây dựng, mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ. Diện tích xây dựng chiều ngang 8,7m, chiều dài cạnh tiếp giáp hẻm 1,7m, chiều dài cạnh còn lại là 2,08m. Công trình kết cấu đà kiềng bê tông cốt thép, xây gạch ống bó nền cao 0,5 m, khung cốt thép, vách đóng tô lê bao quanh, mái lợp tô lê. Về giao thông đường bộ, ông Tâm đã chiếm dụng hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở cá nhân. Cũng theo quyết định, ông Tâm bị xử phạt tổng số tiền là 52,5 triệu đồng, trong đó xử phạt 17,5 triệu đồng về hành vi chiếm dụng hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở. 35 triệu đồng về hành vi tổ chức thi công công trình không phép đối với nhà ở riêng lẻ. Ngoài bị phạt tiền, ông Tâm bị buộc phải tháo phần công trình vi phạm do không thuộc trường hợp đủ điều kiện cấp phép xây dựng. Thời gian khắc phục, tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu là 10 ngày. Trước đó, vào ngày 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường 7 phối hợp cùng Phòng Quản lý Đô thị thành phố Bạc Liêu tiến hành kiểm tra công trình của ông Tâm tại thửa đất số 117 cộng 118, tờ bản đồ số 53, đường Hòa Bình, khóm 4, phường 7, thành phố Bạc Liêu. Ông Tâm đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, mà theo quy định phải có giấy phép đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ đồng thời chiếm dụng đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở nhằm đối phó với lực lượng chức năng ông tâm đã cho tập kết vật tư trong công trình đưa thợ vào bên trong để xây dựng rồi khóa trái cửa bên ngoài để ngăn không cho lực lượng chức năng vào kiểm tra gây khó khăn trong việc xử lý khi ông tâm mở cửa cho thợ ra ngoài được sự trợ giúp từ lực lượng công an phường thành viên tổ chốt chặn đã tiến vào bên trong công trình của ông đào trí tâm để kiểm tra Lúc này, ông Tâm sử dụng ổ khóa, khóa trái cửa, ra ông Nguyễn Trí Nhân, đội viên, đội quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu và ông Nguyễn Hoàng Vương, công chức địa chính, xây dựng đô thị và môi trường phường 7, thành phố Bạc Liêu, là thành viên tổ chốt chặn số 19 bên trong công trình trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và người dân. Thời gian gần đây, nhiều vụ chống đối người thi hành công vụ xảy ra và rất manh động hơn. Điều này cho thấy sự xuống cấp về mặt đạo đức nghiêm trọng sự coi thường pháp luật của một bộ phận người dân trong xã hội do vậy pháp luật cần có những biện pháp xử lý mạnh tay để gian đe cũng như làm gương cho toàn xã hội